Hi, xin chào cả nhà nha. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay của mình nha. Đầu video mình cũng xin chúc cho cả nhà mình vui vẻ, sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Hôm nay mình dẫn cả nhà đi thăm lợp cá nha cả nhà, đi thăm lờ cá nha. Ngày hôm qua ở chỗ mình á, mưa lớn quá lớn. Nước suối lên ngon quá trời ngon luôn. Lên lớn quá trời lớn luôn. Nên mình đi đặt mấy cái lờ kiếm cá ăn cả nhà. Sáng nay mình đi thăm không biết có gì không nha. Nếu mình đi thăm nếu có mình sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Cả nhà xem hãy ủng hộ mình bằng cách cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà. Rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi khi nào đến cái bẫy đầu tiên mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Bẫy cá. Rồi, let's go đi thôi nào. Bạn nhìn cả nhà nhìn. Ngày hôm qua mình đặt nước lên lúc trên này. Nước lên lúc này. Nay là giật xuống. Giật xuống nằm trên khô mà cũng có cá cả nhà. Hai cá tê cả nhà. Đã. Có thành quả nha cả nhà. Ủa cá tê đã quá. Rồi đến cái tiếp theo quay ở nhà xem tiếp nha. Đây cái này cũng quay nha cả nhà. Bây giờ nằm trên khô luôn. Cá chết ngắt luôn. Ủa còn sống nữa nha. Cá tê nữa cả nhà. Còn sống nha. Ngày qua nó ngập lên tới thế này. Mình đặt là ngập rợp nữa nha. Đó. Đây cũng có được một con cá tê nha cả nhà. Để đặt lên kia mình bắt ra luôn cả nhà. Rồi để mình bắt những cá ra cho cả nhà xem nha. Bây giờ mình sổ ra luôn cả nhà. Rồi cả nhà. Hai cái ba con rồi cả nhà. Cái đồng này nhìn đã cả nhà. Nhà nhìn đã không? Mập lúc luôn. Rồi, để mình đặt lại rồi đến cả tiếp theo mình quay cho cả nhà xem tiếp nhé. Rồi ở đây mình còn cái nữa cả nhà. Hai cái đầu tiên được ba con cá tê rồi cả nhà. Thì cũng có vốn rồi cả nhà. Cái này giờ mình thấy trọng lọng rồi. Ồ, có con lươn cả nhà ơi.
nha, thấy không? Con lươn không được lớn rồi nha, rồi cũng được con lươn. Rồi mình lên giỏ mình sổ ra cả nhà xem nha. Rồi mình bắt con lươn ra cho cả nhà xem nha, sổ ra cả nhà, không có bắt nữa, mất công quá. Đó, đây cả nhà. Đó, đây hôm bữa giờ mấy con lươn mà lươn con không được to cả nhà, tầm tầm cỡ đó không à. Rồi để đến cái tiếp theo mình sẽ quay cho cả nhà xem tiếp nha. Ở đây mình còn cái nữa cả nhà. Cua không phải nha, con rắn. Mấy con cua rồi nha. Rồi, cái này dở quá nha. Rồi, cái tiếp theo mình quay cho cả nhà xem tiếp nha. Rồi nha, mình mới bắt con rắn ra cả nhà. Nhỏ quá, chắc con mày mình thả rồi nha. Chắc mình thả xuống đây lại rồi nha. Ủa, nó chạy kìa. Rồi, đến cái tiếp theo quay cho cả nhà xem tiếp nha. Rồi, ở đây mình còn cái nữa cả nha. Ngày hôm qua mình đặt là ngập lợp nha cả nhà. Hôm nay nó lên trọng trơ luôn rồi. Mình ở đây là nước suối nha cả nhà. Nước suối cho nên nó nhanh lên cũng nhanh xuống cả nhà. Nhìn thấy không, không có gì khả quan cả nhà. Ủa cũng ít. Ủa cũng ít khủng cả nhà. Đã quá. Đó, đó. Ui, hết hồn. Ở nhà mình hết hồn cả nhà. Đó. Ủa cũng ít nha. Rồi để mình lên bắt nó ra cả nhà. Đây cả nhà, mình vừa bắt ra cả nhà. Ồ, bự. Cột nó lại luôn rồi cả nhà. Đó, khủng ghê chưa. Rồi, để cái tiếp theo quay cho cả nhà xem tiếp nha. Rồi, ở đây mình còn cái nữa cả nhà. Để tôi vô. Hôm qua mình đặt là ngập lợp nữa cả nhà. Vô keo bạn nhà ơi, con cá lóc cha bảo lửa luôn. Vô keo là vô keo rồi. Rồi để mình lên mình bắt ra cả nhà xem nha. Ủa thơm, vô keo thơm này. Ủa cá lóc kìa, ủa mập lúc cạn luôn. Rồi để mình sổ ra cái giỏ này xong mình bắt cả nhà. Ủa đã quá cá lóc. Cả lúc kiện nữa nha. Trời ơi, đã không rồi nha. Đồng chín cộng nha cả nhà. Rồi, bỏ vô nha. Rồi, đến cái tiếp theo mình sẽ quay cho cả nhà xem tiếp nha. Đây các bạn, mình cho các bạn xem cái này này. Mình có một cái lờ mình đặt ngoài chỗ đó đó. Mưa nước nó trôi nó cuộn, mình tìm lúc nãy giờ không thấy cả nhà. Đi vô đây thấy nó nằm ở trong này. Dỡ lên cả hết thon luôn.
một bay cả lóc kiện luôn cả nhà. Giờ đây cả hết hồn, 2, 4, 5 con cả lóc kiện. Phải cả lóc vô giọng dây đợi biết mấy các bạn nha. Rồi, để mình bắt nó ra đến cả tiếp theo quay cho cả nhà xem nha. Rồi, ở đây mình còn cái luôn cả nhà, cái này cũng là cái cuối cùng ngày hôm nay luôn cả nhà. Giao nhờ nghe Úc chiều là cả nhà. Quốc cả nhà ơi, sau này không có gì hết trời. Cái này cái cuối cùng cả nhà, chút xíu mình lấy mình tổng kết kết quả cả nhà, để mình đặt lại cái này. Đây, mình cũng vừa về tới nhà luôn cả nhà ơi. Đây, hôm nay là kết quả hôm nay ít mà chất lượng rồi nha. Đây, độ cả đã tự nghe rồi nha. Con cờ lóc cha bả lửa luôn cả nhà. Đó, con cờ lóc cha bả lửa luôn. 3 con cả trê. Lại một con cả dây nữa nha. Dây nha. Con lươn nữa nha. Lươn. Rồi, còn bên này. Con S3 nè cả nhà. Này con S3 nè. Khủng hoảng cả nhà. Rồi cả lóc kiến. Cả lóc kiến 5 con cả lóc kiến. Năm con cả lóc kiến. Rồi đây một, mấy con cua nữa cả nhà. Rồi. Nói chung là hôm nay cũng đủ khô khô cả nhà ơi. Rồi, video mình cũng xin kết thúc tại đây luôn cả nhà. Cả nhà xem thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ giúp mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau nha cả nhà.